ngành du lịch đang chuẩn bị tất cả phương án, nguồn lực, cơ sở vật chất để mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch, sẵn sàng đón khách quốc tế và phục hồi kết cấu du lịch trong điều kiện bình thường mới. Các ngành công nghiệp trọng điểm trong tỉnh đặt mục tiêu gia tăng mạnh sản lượng trong năm 2022 nhờ kinh tế đang trên đà phục hồi. Những người lính biên phòng không chỉ ngày đêm canh giữ biên cương của Tổ quốc mà còn là những thầy thuốc, những nông dân, những người bạn thực sự của bà con ở vùng ven biên giới. Vừa rồi là những thông tin chính chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong chương trình sáng nay, thứ năm ngày 3 tháng 3. Và bây giờ là những tin tức khởi động cho ngày mới. Chiều qua, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh cùng đại diện các sở ban ngành, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh. Năm 2022, Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng việc tổ chức và tham gia các hoạt động phục hồi và phát triển du lịch thích ứng với tình hình mới, triển khai các hoạt động du lịch cho các doanh nghiệp thành viên theo kế hoạch, tổ chức các lễ hội của tỉnh, trong đó gồm có một số lễ hội lớn như lễ hội Huế, Kinh đô ẩm thực, Festival Huế, Ngày hội Sen Huế 2022, Ngày hội Áo Dài. Đồng thời tham gia các chương trình hội nghị quảng bá, kết cầu du lịch do Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Tổng cục Du lịch tổ chức, phối hợp với Sở Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia các chương trình xúc tiến quảng bá trong và ngoài nước. Nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất, chia sẻ kinh nghiệm của các đơn vị doanh nghiệp vào sự phục hồi phát triển du lịch. Hiệp hội Du lịch cũng đề xuất lên Ủy ban Nhân tỉnh một số nội dung về chính sách giảm thuế, phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, cũng như các chính sách hỗ trợ nguồn nhân lực, xúc tiến quảng bá du lịch. Đồng thời đề xuất lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan chủ động mạnh dạn mở cửa du lịch quốc tế, sớm khai thác được các chuyến bay thẳng đến Huế, thực hiện các tour du lịch bong bóng, sẵn sàng đón khách quốc tế trở lại. Tại đây, Hiệp hội Du lịch ra mắt Tổ tư vấn du lịch, Sở Du lịch trao giải thưởng ASEAN năm 2021 cho 3 hạng mục: sản phẩm du lịch bền vững Thanh Thị, một điểm đến, 5 di sản cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, giải thưởng khách sạn xanh ASEAN cho khách sạn nghỉ dưỡng Venana Lagoon, địa điểm phòng hội họp của khách sạn Siêu Park. Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Nguyễn Văn Phương ghi nhận và biểu dương vai trò của Hiệp hội Du lịch, các đơn vị doanh nghiệp trong sự phát triển chung của tỉnh trong thời kỳ đại dịch. Trao đổi một số vấn đề vướng mắc, những tâm tư của các doanh nghiệp du lịch để cùng chung tay phục hồi phát triển du lịch trong sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh, trong đó chú trọng tập trung phục hồi, chuẩn bị tốt các điều kiện để đón khách du lịch quốc tế trở lại, thúc đẩy các dự án đầu tư hạ tầng, dịch vụ, sản phẩm du lịch. Trước đó vào buổi sáng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã chủ trì cuộc họp bàn kế hoạch mở cửa đón khách quốc tế và phục hồi kích cầu du lịch tỉnh trong điều kiện bình thường mới. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở Du lịch và các sở ban ngành, các địa phương, đại diện các hãng hàng không, doanh nghiệp, công ty lữ hành trên địa bàn tỉnh. Sau hơn 2 năm tạm dừng mọi hoạt động đón khách du lịch nước ngoài, chuyên nghiệp du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đang hy vọng vào chủ trương mở lại toàn bộ đường bay quốc tế. Hiện nhiều đơn vị du lịch trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án đón khách. Dự kiến thời gian mở cửa thực hiện từ ngày 15 tháng 3 năm 2022. Hiện nay, ngành du lịch đang phối hợp với Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp để triển khai công tác chuẩn bị đón khách quốc tế. Hiện nay, hệ thống dịch vụ cũng như các cơ sở hạ tầng cũng tương đối sẵn sàng. Các ngành cũng đánh giá nhu cầu tham gia du lịch của khách trong thời gian tới để cùng với Hiệp hội Du lịch cũng như các doanh nghiệp du lịch để có sự chuẩn bị tốt hơn về nguồn nhân lực, đáp ứng đòi hỏi về chất lượng phục vụ của điểm đến. Việc tổ chức đón khách du lịch quốc tế trở lại sẽ góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Thừa Thiên Huế với thông điệp Huế điểm đến an toàn và thân thiện, khẳng định thương hiệu điểm đến của du lịch Việt Nam nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu Sở Du lịch, đơn vị chủ trì tham mưu kết nối cùng các sở ban ngành liên quan để triển khai kế hoạch đón khách quốc tế một cách an toàn hiệu quả. Trong đó, các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch tuân thủ nghiêm các hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho khách du lịch, người lao động và cộng đồng, sẵn sàng các phương án đẩy mạnh công tác quảng bá truyền thông, hỗ trợ doanh nghiệp để thu hút khách du lịch, đặc biệt khách du lịch quốc tế trở lại Thừa Thiên Huế, giúp doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch phục hồi dần để thúc đẩy ngành du lịch phát triển ổn định trở lại trong trạng thái bình thường mới.
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 3 năm 2022 theo hình thức trực tuyến. Ông Lê Hải Bình, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có ông Hoàng Khánh Hùng, trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Thông tin về cục diện thế giới hiện nay, tác động những chính sách của Việt Nam, ông Đỗ Hùng Việt, vụ trưởng vụ các tổ chức quốc tế Bộ Ngoại giao, khái quát những vấn đề nổi bật về kinh tế chính trị trên thế giới và tại khu vực châu Á thời gian gần đây. Theo nhận định, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đang ngày càng gay gắt. Trong đó, khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương bên cạnh là tâm điểm của các quan hệ kinh tế mới, cũng là địa bàn trọng điểm của sự cạnh tranh chiến lược này. Trong bối cảnh tình hình chính trị trên thế giới và khu vực diễn biến phức tạp và khó lường, đại dịch COVID-19 vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn, đặt ra cho nước ta những cơ hội và thách thức mới. Đảng và nhà nước đã xác định đường lối nhất quán là độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa trong các mối quan hệ quốc tế, kiên định về nguyên tắc nhưng linh hoạt trong cách thức thích ứng. Vì vậy, trong thời gian tới, tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong của đối ngoại, giữ vững hòa bình ổn định, phục vụ phát triển đất nước cũng như nâng cao vai trò vị thế của đất nước. Cùng tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin về một số kết quả bước đầu triển khai thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Phương án nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng những nội dung tuyên truyền trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động du lịch bắt đầu tái khởi động sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Để có những sản phẩm mới phù hợp phục vụ du khách trong trạng thái bình thường mới, sẵn sàng phục vụ du khách khi du lịch Việt Nam mở cửa trở lại, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn đã chủ động liên kết xây dựng sản phẩm tour tuyến mới, đa dạng các dịch vụ, đảm bảo các yếu tố an toàn phục vụ du khách. Đây là chuyến khảo sát điểm đến du lịch Laguna Lanco của Hội Lữ Hành Huế. Các doanh nghiệp du lịch đã khảo sát Sun Gold Laguna là một trong những dịch vụ thế mạnh nổi trội của khu phức hợp Laguna. Thời gian qua đã thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế đến trải nghiệm. Đồng thời, đoàn cũng đã khảo sát cả khu nghỉ dưỡng Banjatri, Asana cùng các dịch vụ tại đây. Qua chuyến khảo sát, các doanh nghiệp sẽ kết nối để xây dựng sản phẩm tour tuyến phù hợp trong tình hình mới. Hội Lữ Hành tổ chức chuyến farm trip Laguna khảo sát các cái khu nghỉ dưỡng tại Laguna cũng như là Sun Gold để chúng tôi sẽ có những cái sản phẩm kết hợp với đầm gôn trong thời gian đến, cũng như là sắp đến đây chúng tôi sẽ liên kết với các đơn vị lữ hành để khởi động du lịch của tỉnh có những cái sản phẩm riêng để thu hút khách hàng đến với Huế. Với ưu thế là khu nghỉ dưỡng phức hợp, tổng số 229 phòng gồm villa, căn hộ cao cấp, khách sạn nghỉ dưỡng bên bờ biển và trên triền núi, cùng nhiều dịch vụ vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe khép kín. Tại đây, du khách vừa nghỉ dưỡng, vừa sử dụng các dịch vụ phong phú như thể thao, golf, đạp xe, thể thao biển, dịch vụ ẩm thực, spa. Nơi đây là điều kiện lý tưởng để du khách lưu trú, nghỉ dưỡng phù hợp trong tình hình ảnh hưởng dịch bệnh. Sau chuyến khảo sát, các đơn vị lữ hành sẽ kết nối cùng Laguna Lanco để giới thiệu đến các đối tác, khách hàng, đồng thời thiết kế tour tuyến mới về du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, trải nghiệm các dịch vụ phục vụ du khách. Đây cũng là một cái điểm để mà du khách hướng đến sau cái dịch Covid. Ở nơi đây thì tôi cũng thấy đưa những cái tour tuyến vào trong cái chương trình của mỗi doanh nghiệp và cũng như là bản thân của doanh nghiệp chúng tôi. Và tôi tin đây là một điểm khởi sáng cho hậu Covid. Chúng tôi đã phát triển cái dòng sản phẩm Laguna cho thị trường khách trong nước từ năm 2020. Và nó quả thật là rất phù hợp với các cái dòng sản phẩm dành cho khách gia đình và khách nhóm nhỏ. Tuy nhiên, đối với năm 2022 thì chúng tôi sẽ tạo ra được những dòng sản phẩm dành cho khách đoàn với những cái trải nghiệm khép kín. Và các cái hoạt động thể thao lẫn các cái hoạt động trải nghiệm thì nó rất đa dạng và chúng tôi đã khép kín để cho khách có những cái trải nghiệm 2 ngày hay 3 ngày ở cái khu vực này và độc lập hoàn toàn. Và đây là những cái điểm mới mà năm nay chúng tôi sẽ phát triển cho các dòng community trip sắp đến. Trong năm 2020-2021, khu phức hợp Laguna với ưu thế có nhiều dịch vụ khép kín trở thành điểm đến nổi bật trong thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh, thu hút nhiều du khách là đối tượng gia đình nhóm nhỏ. Trong năm nay, Laguna Lanco tiếp tục liên kết với Hội Lữ Hành, giới thiệu, chia sẻ thông tin cũng như lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp du lịch để xây dựng sản phẩm, cùng các chính sách khuyến mại kích cầu du lịch trong tình hình mới.
Một số sản phẩm nổi trội mà Laguna hướng tới đó là quảng bá thương hiệu nghỉ dưỡng biển Asana và Banzatri, giới thiệu dịch vụ ẩm thực, thể thao golf, dịch vụ du lịch chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi đã chủ động liên hệ với các hãng lữ hành và tổ chức nhiều chuyến khảo sát hơn để các hãng lữ hành có thể hiểu hơn về thương hiệu của Banyanji và Angsana. Chúng tôi vẫn thường lắng nghe ý kiến của các hãng lữ hành cũng như trao đổi nhiều hơn để có thể tung ra các chương trình khuyến mại mà thích hợp với để kích cầu du lịch và cũng đi đầu trong việc khôi phục lại ngành du lịch của Việt Nam. Nắm được những thế mạnh về dịch vụ của điểm đến nghỉ dưỡng ven biển này, các doanh nghiệp lữ hành Huế kỳ vọng sẽ kết nối, thiết kế sản phẩm cho đối tượng khách đoàn, tạo sự hấp dẫn, an toàn, góp phần đa dạng sản phẩm dịch vụ cho du khách trong thời gian tới. Thưa quý vị, với dự báo kinh tế sẽ phục hồi trong năm nay, nhiều ngành công nghiệp trọng điểm đã đặt ra các chỉ tiêu tăng mạnh sản lượng so với năm 2021. Song song với đó là mở rộng thị trường, tăng cường các giải pháp kích cầu để đưa hoạt động kinh doanh vào đà tăng trưởng mới. Năm 2022, ngành sản xuất bia phấn đấu đạt sản lượng 260 triệu lít, tăng 10% so với năm 2021. Theo báo cáo của ngành công thương, ngay từ những tháng đầu năm, ngành sản xuất bia của tỉnh cũng đã đẩy mạnh các biện pháp để tăng sản lượng tiêu thụ. Bởi trước đó, trong tình hình sản xuất và tiêu thụ bia trong năm 2021 vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng nhờ tình hình tiêu thụ bia tại các thị trường chính gặp nhiều thuận lợi, đặc biệt tiêu thụ bia tại các thị trường Thanh Hóa, Hà Nội, Sơn La, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam. Dù ảnh hưởng của dịch bệnh, tuy nhiên nhờ có chiến lược hợp lý trong thực hiện kế hoạch kinh doanh như chủ động dự trữ các kho hàng sản phẩm lớn tại các địa phương vùng dịch từ trước, đồng thời tập trung kênh phân phối sản phẩm tại các siêu thị theo phương thức shipper đến cho người tiêu dùng, nên ảnh hưởng không đáng kể đến chuỗi cung ứng sản phẩm tại các vùng dịch. Qua đó góp phần ổn định thị trường tiêu thụ và duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng trong năm 2021. Tiếp tục đà tăng trưởng của năm trước, năm 2022, ngành bia tiếp tục đẩy mạnh mở rộng thị trường tiêu thụ mới để tăng sản lượng. Báo cáo của ngành công thương cho biết, sản lượng xi măng năm 2021 chỉ đạt hơn 2 triệu tấn, đạt 83% so với kế hoạch đề ra. Do đó, năm 2022, ngành này sẽ đẩy mạnh các giải pháp để bù đắp lại sản lượng không đạt được trong năm 2021, khi năm nay nhiều dự án xây dựng được triển khai. Trong năm 2021, gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã tác động và làm suy thoái nền kinh tế, nên nhu cầu tiêu thụ xi măng trên thị trường giảm sút. Một số công trình xây dựng lớn của các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh và trong khu vực chậm triển khai nên sức tiêu thụ xi măng giảm mạnh. Ngoài ra, thị trường tiêu thụ của các nhà máy xi măng trên địa bàn tỉnh còn bị ảnh hưởng của sự cạnh tranh gay gắt của các sản phẩm xi măng các tỉnh Bắc Trung Bộ và phía Bắc. Vì vậy, sản lượng xi măng sản xuất và tiêu thụ trong năm 2021 đạt tăng trưởng thấp và chưa hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Chỉ đạt hơn 2 triệu trên kế hoạch là 2,5 triệu tấn. Năm 2022, ngành sản xuất xi măng phấn đấu đạt sản lượng 2,7 triệu tấn. Sau thời gian dài duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh nhờ thu hút và phát huy năng lực tăng thêm của các dự án đầu tư mới, đến năm 2021, tình hình hoạt động kinh doanh của các nhà máy sản xuất Manfrid trên địa bàn có dấu hiệu bão hòa và chững lại. Năm 2022, ngành này phấn đấu tăng trưởng trở lại với con số đặt ra là 300.000 tấn. Nguyên nhân của sự sụt giảm sản lượng của các nhà máy sản xuất Manfrid trên địa bàn là do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19. Một số doanh nghiệp gặp khó khăn đầu ra sản phẩm, hàng tồn kho lớn nên phải sản xuất cầm chừng, chờ tiêu thụ sản phẩm. Do đó, mặc dù tình hình sản xuất tiêu thụ Manfrid trên địa bàn tỉnh năm 2021 vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng, tuy nhiên chỉ đạt tốc độ tăng trưởng thấp so với những năm trở lại đây và chưa hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Sản lượng năm 2021 đạt gần 260.000 tấn, chỉ đạt 90% kế hoạch. Năm 2022, ngành sản xuất Manfrid phấn đấu đạt sản lượng 300.000 tấn. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, một trong những hoạt động ý nghĩa được Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hương Trà tổ chức chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027. Đó là phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho đội ngũ cán bộ chủ chốt Hội Phụ nữ các cấp trên địa bàn. Tham gia lớp bồi dưỡng, cán bộ chủ chốt Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn thị xã được nghe tiến sĩ Hoàng Thị Thu Thủy, nguyên giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Huế, trao đổi chia sẻ những kiến thức bổ ích liên quan đến kỹ năng lãnh đạo, điều hành,
vai trò vị trí của cán bộ nữ trong cả cơ quan hành chính nhà nước, các hoạt động xã hội và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Trong đó, nội dung trọng tâm được tập trung phân tích là những năng lực, sở trường của phụ nữ nói chung và cán bộ nữ nói riêng, những yếu tố tác động tới năng lực lãnh đạo, quản lý, kỹ năng nâng cao năng lực cho cán bộ nữ, nội dung đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhất là tạo điều kiện cho cán bộ trong diện quy hoạch, cán bộ trẻ được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cán bộ chủ chốt, hội phụ nữ các cấp ở Hương Trà nắm vững những kiến thức cơ bản, những kỹ năng cần thiết trong lãnh đạo, điều hành hoạt động hội phù hợp với tình hình địa phương, vừa góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, vừa đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị là chủ đề đại hội Hội Cựu chiến binh phường Thủy Dương nhiệm kỳ 2022-2027. Đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở của thị xã Hương Thủy. Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh phường Thủy Dương không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Trong đó thực hiện phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi. Toàn phường hiện có 2 doanh nghiệp, 3 chủ trang trại, 25 gia trại, cơ sở kinh doanh dịch vụ do cựu chiến binh làm chủ. Hội cũng nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội số tiền hơn 1,4 tỷ đồng để hỗ trợ cho 38 hội viên vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống kinh tế. Nhờ đó tỷ lệ hộ khá giàu được nâng lên hơn 81%, trên địa bàn phường không còn hộ nghèo. Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Cựu chiến binh phường Thủy Dương đề ra 7 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó phần đầu có trên 95% đối tượng đủ điều kiện được kết nạp vào hội, trên 96% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trên 97% gia đình cựu chiến binh đạt gia đình văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, hình ảnh những người chiến sĩ biên phòng luôn gần gũi với đồng bào trên các tuyến biên giới. Các anh không chỉ là người lính kiên trung mà còn là chỗ dựa vững chắc của bà con trong những lúc khó khăn, trong thiên tai bão lũ và cả trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh. Ghi nhận của phóng viên Huyện Ngày Mới về hình ảnh những người lính mang quân hàm xanh ở vùng cao A Lưới. Đây là hình ảnh một buổi giúp dân thu hoạch lúa của cán bộ chiến sĩ biên phòng tại huyện biên giới A Lưới. Đây chỉ là một trong hàng trăm việc làm của cán bộ chiến sĩ biên phòng trên hai tuyến biên cương. Trong mọi hoạt động của mình, bộ đội biên phòng luôn thể hiện tinh thần vì dân, lấy lợi ích của nhân dân làm điểm tựa cho hoạt động của mình. Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh kéo dài diễn biến phức tạp, các chốt biên phòng được dựng lên tại các điểm xung yếu, đường mòn lối mở để kiểm soát tình hình đi lại, vừa tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định về biên giới và chống dịch. Nói chung là đồng chí Tuấn rất chỉ cố gắng để vận động bà con nhân dân, kể nhất là liên quan bệnh COVID-19, lúc là gặt hái lúa của bà con, nhiều một số các cán bộ chiến sĩ đã đóng góp, đã giúp sức, là góp phần, là một số là cho dân đang gặp nhiều khó khăn. Trong thời gian qua, bộ đội biên phòng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt là làm tổ công tác dân vận, xây dựng kế hoạch và thành lập các tổ công tác tuyên truyền vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu, giúp đồng bào vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời, triển khai các kế hoạch, công trình giúp nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế xã hội, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh. Mỗi cán bộ chiến sĩ ở đây đều là một cán bộ dân vận khéo, hòa nhập vào cuộc sống của đồng bào, lắng nghe và cùng đồng bào hành động từ xây nhà, làm vườn, phòng chống dịch bệnh. Anh Toàn là đội trưởng đội vận động quần chúng, là người trực tiếp đi địa bàn và rất là am hiểu về địa bàn và đồng hành và chia sẻ về địa bàn rất là nhiều. Giống như bà con thì về các luật về biên giới thì vùng mình, tại vì vùng em đây thì là vùng biên giới, bà con thì dân trí rất là thấp, về am hiểu về luật qua biên giới hoặc luật vượt biên này nọ là vẫn chưa biết, nên các anh cũng đã tuyên truyền vận động rồi đi sâu sát từng nhà. Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt thường xuyên tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền cho người dân về công tác bảo đảm, giữ gìn an ninh biên giới và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Đồng thời thực hiện chương trình nâng bước em tới trường, vận động quyên góp hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo, tăng năm suất học bổng, tặng quà cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách và tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào. Từ đó đã xây dựng được thế trận biên phòng toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ,
cùng sát cánh với bộ đội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, khu vực quản lý. Ngoài ra, đồn còn triển khai thực hiện tốt các phong trào, chương trình hỗ trợ, giúp nhân dân như phong trào mái ấm cho người nghèo nơi biên giới hải đảo, bò giống cho người nghèo nơi biên giới, bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới, không để ai ở lại phía sau. Thưa quý vị, cùng trên các tuyến biên giới dọc theo chiều dài đất nước, ở những nơi mà cơ sở vật chất y tế, điều kiện chăm sóc sức khỏe của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Ở đó, công tác kết hợp quân, dân y đóng vai trò quan trọng và được xem là cánh tay nối dài của ngành y tế địa phương. Ghi nhận của phóng viên ở tuyến biên giới biển Thừa Thiên Huế. Dù sinh sống và làm việc ở thành phố Huế, cách xã biên giới biển Vinh Hiền hơn 40 km, song hơn 15 năm qua, cuối tuần nào, bác sĩ Châu Văn Thức cũng có mặt tại phòng khám này để khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho bà con nhân dân. Điều khiến ai cũng nể phục và yêu mến là bác sĩ Thức làm việc này hoàn toàn tự nguyện và miễn phí. Gắn bó với vùng đất biên giới biển ngay sau khi tốt nghiệp ngành y, bác sĩ Thức thấu hiểu những khó khăn, vất vả của người dân trong việc chăm sóc sức khỏe ở nơi mà cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế. Đó là động lực thôi thúc ông thực hiện sứ mệnh cao quý của người thầy thuốc, phục vụ nhân dân mà không mưu cầu lợi ích. Khi ra trường là tôi nhận công tác tại trạm y tế xã Vinh Hiền. Sau 18 năm thì tôi được chuyển lên trung tâm kiểm soát bệnh tật. Thì với cơ duyên gặp được hội chữ thập đỏ thì thấy cái việc làm mình có ý nghĩa, thì tôi gắn bó đến đây là 15 năm. Có thể thì quãng đường vất vả nhưng mà trong lòng mình làm thiện nguyện thì thấy cũng bình thường. Không trực tiếp thăm khám chữa bệnh cho bà con nhân dân, song hội chữ thập đỏ xã Vinh Hiền chính là những người đặt nền móng cho sự ra đời của phòng khám. Ông Thái Quang Tuyên, chủ tịch hội, là người đã gây dựng phòng khám từ những ngày đầu. Dù tuổi đã cao, ông vẫn cần mẫn làm công việc điều hành hoạt động khám chữa bệnh ở đây, kết nối bà con nhân dân với các y bác sĩ. Bà con ở đây thì họ thấy cảm thấy cái niềm tin, đặt cái niềm tin vào ở hội chữ thập đỏ đây. Mặc dù hội chữ thập đỏ là không phải cơ quan của nhà nước, y tế của là chăm sóc cho bà con. Nhưng mà con ở đây là làm công tác thiện nguyện, từ thiện, vận động các cái nguồn lực về vấn đề tài chính là duy trì để chăm sóc cho bà con. Các bác sĩ ở đây rất tận tình giúp đỡ cho dân và dân rất là phấn khởi vì nằm vùng sâu vùng xa rất khó khăn, xin trân trọng cảm ơn. Dù vất vả, bận rộn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, nhiều năm qua, đồn biên phòng Vinh Hiền vẫn luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền, hội chữ thập đỏ của xã, duy trì có hiệu quả phòng khám tình nghĩa này. Đơn vị phân công cán bộ, nhân viên quân y trực tiếp tham gia khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe cho bà con nhân dân, đồng thời tham mưu với cấp trên, dành tặng nguồn thuốc, vật tư y tế cho phòng khám, thắt chặt thêm tình cảm quân dân gắn kết trên địa bàn. Đối với các hộ gia đình chính sách, người có công, người già neo đơn, quân y đồn thường xuyên đến tận nhà thăm khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí. Những việc làm tuy giản dị nhưng luôn giành được sự tin tưởng, tình cảm yêu mến của nhân dân trên địa bàn. Công tác chăm sóc sức khỏe cho những đồng bào, bà con, chính sách khu vực ấy thì cũng thường xuyên được sự chỉ đạo của ban chỉ huy đơn vị. Trong lúc bà con đau ốm có nhu cầu kiểm tra sức khỏe ban đầu, là quân y đồn vẫn thường xuyên có mặt kể cả ngày và đêm. Dù là quân y hay dân y, những người thầy thuốc vẫn luôn hướng về dân, hết lòng hết sức với công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Như thường lệ, kết thúc chương trình Huế ngày mới sáng nay là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Tại Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu và lệch đông nên mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, nhiệt độ dao động ở mức 21 đến 28 độ, độ ẩm trung bình 89%. Thời tiết biển, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ vài nơi ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông bắc cấp 4, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m.